Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đã theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án cụm nhà giá rẻ 3 căn, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn. Với 3 căn nhà này thì ngõ thông đường thoáng, ô tô đi qua trước nhà. Và 3 căn nhà này là ô tô 7 chỗ đi qua trước nhà, giá bán rất là rẻ thưa quý vị. Vị trí thuộc Chương Mỹ, Hà Nội, gần với lại Hồ An Thắng, Biên Giang. Cái 3 căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn. Hướng nhà là hướng Đông Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m2, chiều dài 10, thiết kế 3 tầng hợp lý, cửa chính của ngôi nhà là lớp cửa cuốn. Căn nhà này thì nó rất là gần với trục đường quốc lộ 6 mở rộng, phù hợp cho quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm ở Trúc Sơn. Đặc biệt với căn nhà này thì nó rất là gần với lại Lan Chi Mắc, Trúc Sơn, thuận tiện đi lại, giá bán hơn 1 tỷ 7 một chút, giá rẻ, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà là đã xong hết 100%. Theo đúng hiện trạng là dọn đồ về ở được ngay. Tầng 1 thiết kế cho quý vị không gian phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, rồi là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ chỉn chu. Đường to, ngõ rộng, ô tô đi qua, giá rẻ, rất là hợp lý tại thời điểm hiện tại. Sở hữu ngay cho em nhà này về đón Tết 2024 nha quý vị. Ngoài cái phần phòng khách thì đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Ngôi nhà nhỏ nhắn, thiết kế hợp lý, cửa sổ thông thoáng, thoáng trước, thoáng sau. Kia là cửa chính, đây, phòng bếp có cửa sổ thông thoáng nha mọi người. Với phần tủ bếp hoàn thiện xong hết, chỉn chu đầy đủ. Tủ bếp thiết kế cái tông màu chủ đạo là tông màu trắng, với cái tủ bếp thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp là ốp kính, ốp bếp trang trí và mặt bếp ốp đá granite. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa thiết kế xong hết. Hồ sơ điện, hồ sơ nước xong xuôi hết rồi. Đó, thưa quý vị. Và căn nhà này thì Ngài cũng chia sẻ luôn, nó gần phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông. Bởi vì đi theo trục đường quốc lộ 6 thì căn nhà này gần với lại cầu Mai Lĩnh, thuận tiện cho quý vị nếu như mà quý vị đi thẳng tắc Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm lên 3 tầng sử dụng. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên các tầng, thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính là thiết kế cho quý vị là một vách ngăn gỗ. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và thưa quý vị, trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Bên trong đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Với thiết kế đầy đủ trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Rồi là cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Hành lang đi vào giữa hai phòng rất rộng. Phòng vệ sinh ở giữa hai phòng ngủ. Phòng vệ sinh thì thiết kế rất là đẹp, chỉn chu, ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rồi hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo, nước điện xong hết rồi. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ, hướng Đông Bắc đấy mọi người ạ. Rất là thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, gần với chợ, trường, phường, trạm. Tiện ích đi lại, rất là thuận tiện. Gần mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3 trên Mỹ mọi người nhé. Nói chung nhà có sao thì em quay review cho quý vị như vậy. Giá bán để cụ thể ở dưới phần miêu tả của căn nhà, ở dưới phần bình luận. Mời người theo em lên tiếp theo, tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với tầng 3 cũng là tầng cuối cùng thì toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế là gỗ. Ở phần trên tầng 3 có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, với trên tầng 3 thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích, công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên, với căn nhà 3 tầng, diện tích 32m, thiết kế được 3 phòng ngủ riêng, khách, bếp riêng, đường to ngõ rộng, ô tô 7 chỗ đi qua cửa, giá bán rất là hợp lý tại thời điểm hiện tại. Cho nên quý vị muốn tìm hiểu thì nhanh tay liên hệ với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo hai số điện thoại để có thể được tư vấn cũng như đi xem nhà nhé. Và đây là sân phơi. Với phần sân phơi của ngôi nhà cũng rộng rãi, thoáng. Căn nhà này đổ full 3 trần nhé mọi người. Đó, cho nên là review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà. Có sao thì em cũng chia sẻ cho quý vị như vậy. Mọi người nhanh tay liên hệ với Nhà Tốt để được tư vấn và đi xem nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.